chi sáng lu âu nọng bên mi hạc âu cằn bánh âu cằn hằng lâm nhà lại sống chân bầu lầy ban can ai thầu liệu lũ biến ai hạc nòng nơ si pet pi ai liếc nong bên sao ai êm ính lu nòng giữa lắm mò nhà tắp nòng nơ nhà ba không chờ nòng nơ ba sớ ai ai há bay tòn âu nòng té bên con ma ai hắc nong ai bao tập tì lũ cờ xin chờ bao hạt nhà rét khô nó nhà in chu nơ mặc lũ nhanh ai thôi nơ mi lũ mi tàu dệt sơn xú can bên phùa mía cất cung cờ há muôn trăng lũ nhanh ai khai bên mía lũ cần sụt chua bánh ao cằn hằng lâm nhà lại sống trắng bao lầy ban can ai thầu liệu lũ biến ai hát nong nơ si pet pi ai liếc nong bên sao ai êm in lù nong xưa lắm mò nhà tập nong nơ nhà ba không chờ nong nơ ba sớ ai tòn âu non té bên cốn ma ai hắc nong ai bao tập đi lũ cờ xin chờ bao hạt nhà rét khô nó nhà in chu nơ mặc lũ nhanh ai thôi nơ mi lũ mi tàu dệt sơn xú can bên phùa mía cất cung cờ há muôn chờ lũ nhanh ai khai bên mía luôn nhà tập nồng nơ nhà ba khôm chờ nồng nơ ba sớ ai ai há bay tòn âu nong té bên cốn ma ai hắc nong ai bao tập tì lũ cờ xin chờ bao hạt nhà rét khô nong nhà im chu nơ mặc lũ nhanh ai thôi nơ sơn xú ca bên phùa mía cất cung cờ há muôn trời lũ nhanh ai khai bên mía lũ hạc bánh cằn sụt chua lũ nhanh ai khai bên mía lũ hạc bánh cằn sụt chua
dâu Thanh Ngọc trong buổi chương ngày hôm nay. Và kính thưa toàn thể quý vị và các quý vị thân mến, tú là yêu nhau thì mấy núi cũng leo, mấy sông cũng đổi mấy đèo cũng qua, yêu nhau thì được cả hai phía mẹ cha để lòng. Và ngay giờ phút này thì trân trọng kính mời toàn thể quý vị anh chị sẽ cùng hãy nhìn của mình trở về phía trước cổng hoa ngày cưới, trong đó hiện diện của hai nhân vật chính. Và trân trọng kính mời chú rể Văn Hương, cô dâu Thanh Ngọc di chuyển bước chân của mình lên sân khấu tình yêu. Chân năm thì ta chọn lấy một ngày, chân năm chọn lấy một ngày này đây. Bao nhiêu năm đời tháng chờ, lứa đôi hạnh phúc vui cùng từ đây. Và toàn thể quý vị ơi, hãy vang lên nước tràng vỗ tay để chào mừng diễn viên của hai nhân vật chính trong ngày hôm nay đã. Và xin mời. Kính thưa toàn thể quý vị quan khách các quý vị thân mến, trên sân khấu tình yêu lúc này đã hiện diện đông đủ hai nhân vật chính, đó chính là chú rể Văn Hương, cô dâu Thanh Ngọc. Và đặc biệt hơn nữa, hôm nay có sự hiện diện một bé gái rất là xinh, một cô công chúa rất là tuyệt vời trong ngày hôm nay cùng trở lại sân khấu tình yêu của cô dâu và chú rể. Đó thì Thoa là bố mẹ thân sinh của chú rể Văn Hương, trân trọng kính mời. Về phía đại diện hoa nhà gái thì trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Quang Văn Toán, bà Tòng Thị Doan là bố mẹ thân sinh của cô dâu Thanh Ngọc. Vâng, trân trọng kính mời. Thưa quý vị quan khách quý thân mến, như vậy trên sân khấu tình yêu của cô dâu chú rể lúc này đã hiện diện đông đủ những nhân vật quan trọng từ đại lễ thành hôn của cô dâu chú rể được chính thức bắt đầu trong ngày hôm nay. Một lần mình sẽ cúi chào toàn thể quý vị đi ạ. Một lời chào xin mời. Kính thưa quý vị quan khách quý thân mến, cổ nhân vẫn thường có câu rằng còn gì đẹp trên đời hơn thế, mà hạnh phúc nào bằng khung cửa lứa đôi. Trăm hoa đua nở một giờ lại không bằng một phút đợi chờ tình yêu. Tình yêu là món quà vô giá mà tạo hóa đã ban tặng cho cuộc đời mỗi con người chúng ta. Rằng khi yêu như hai con tim đôi bạn trẻ hòa chung một nhịp đập, để rồi họ nguyện chung sức chung lòng, chung cha chung mẹ chung bà chung ông. Và cô dâu chú rể ngày hôm nay cũng không nằm ngoài quy luật ấy. Quý vị quan khách các quý vị thân mến, dòng sông được bắt nguồn từ những dãy núi cao, tình yêu được khởi đầu từ tuổi trẻ, mà sông nào thì cũng trở về với biển cả. Yêu rồi thì sẽ có hôn nhân, bởi hôn nhân là lời hứa cao nhất trong tình yêu. Có thể nói rằng tình yêu là một sức mạnh để chúng ta vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Khi chúng ta đi đến tột cùng đau khổ, có thể buông bỏ đi mọi thứ trên cuộc đời này, thứ duy nhất còn lại vẫn chính là tình yêu. Và kính thưa toàn thể quý vị thân mến, ngay giờ phút này không để quý vị anh chị phải chờ đợi lâu thêm nữa, xin được trân trọng thông báo tới toàn thể quý vị, đại lễ thành hôn mừng hạnh phúc trăm năm, chú rể Văn Hương sẽ chuyên cùng cô dâu Thanh Ngọc chính thức bắt đầu. Và trân trọng kính mời đến chào một tay của quý vị là Văn Sinh. Thưa quý vị thân mến, vừa rồi là một màn bắn pháo bông rất là tuyệt vời. Chúc mừng cho sự khởi đầu đại lễ thành hôn của cô dâu chú rể. Kính thưa quý vị quan khách các quý vị thân mến, và những phần quà yêu thương cũng đã được gửi tới cô dâu và chú rể trong buổi trưa ngày hôm nay. Và ngay giờ phút này thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục trở về chương trình, trở về với những nghi thức rất là tuyệt vời trong ngày hôm nay. Và trân trọng kính mời cô dâu chú rể di chuyển bước chân của mình trở về phía tháp ly rượu, cùng tay chung tay rót tràn đầy tháp ly tình yêu, tiếp giọt rượu mèo hồng mang hương vị ngọt ngào của tình yêu. Vâng, xin mời ạ. Rất trọng kính mời chú rể Văn Hương
Với ạ sẽ khui chai rượu đầu tiên. Kính thưa quý vị, với bàn tay khéo léo, bàn tay vững chắc của chú rể, sẵn sàng che chở cho cô dâu suốt cuộc đời này. Với sự khéo léo đôi bàn tay của mình, chú rể sẽ bật nắp thành công chai rượu châm panh đầu tiên để cùng cô dâu tay chung tay rót tràn đầy tháp ly tình yêu. Vâng, xin mời ạ. Vâng, rất là tuyệt vời và trân trọng kính mời cô dâu chú rể hãy rót lên tháp ly đi ạ. Vâng, xin mời. Quý vị và các quý vị thân mến, chúng ta đang cùng chứng kiến giây phút rất là tuyệt vời của cô dâu chú rể để cùng tay chung tay rót tràn đầy tháp ly tình yêu những giọt rượu màu hồng mang hương vị ngọt ngào của tình yêu. Cùng anh rót chén rượu hồng để xua đi giá lạnh mùa đông. Có em rồi anh khỏi đắp chăn bông, bởi tình ta ấm nồng trong chung thủy. Anh với em đôi vợ chồng chi kỳ, có nhau trong đời ta chẳng ước mơ chi. Và rất trong kính mời chú rể cùng chai rượu thứ hai đã. Vâng, xin mời. Công cha thì được ví như là núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước người người biển Đông. Giờ đây nên vợ nên chồng cũng không quên được công ơn của mẹ thầy. Và ngay giờ phút này thì chắc trong kính mời cô dâu chú rể cầm ly rượu hạnh phúc kính lên cha lên mẹ hai bên gia đình. Vâng, xin mời ạ. Và xin mời hai bên gia đình có lấy ly rượu từ cô dâu chú rể đi ạ. Chiều đây chúng con xin được kính lên cha, chiều đây chúng con xin được kính lên mẹ, mong cha mẹ mãi mạnh khỏe bình an để dõi theo tương lai hạnh phúc của chúng con sau này. Và cô dâu chú rể cầm ly rượu hạnh phúc của mình trở về chính giữa sân khấu đi ạ. Và xin mời hai bên gia đình sẽ di chuyển theo hướng hình vòng cung bước tới cùng ly chính thức khai mừng tiệc rượu. Quý vị thân mến, chúng ta cùng trở về đây với một niềm vui hân hoan, chúc mừng hạnh phúc cô dâu và chú rể. Chúc mừng hai bên gia đình từ nay đã có dì Thảo và Giao Hiền. Trân trọng kính mời toàn thể quý vị hãy nâng chén rượu của mình lên và cùng hướng tới cô dâu chú rể trên sân khấu, hướng tới hai bên gia đình trên sân khấu tình yêu đi ạ. Vâng, xin mời ạ. Và xin mời cô dâu chú rể, xin mời hai bên gia đình. Kính thưa quý vị thân mến, và nghi thức mời rượu hai bên gia đình cũng đã tạm khép lại phần ra mắt cho cô dâu chú rể cùng như hai bên gia đình ngày hôm nay. Và cái giờ phút này thì trân trọng kính mời đại gia đình chúng ta sẽ trở về từng bàn tiệc. Cảm ơn bạn bè người thân có mặt trở về đây.